Bây giờ anh Đức đang chuẩn bị đi đến bối cảnh để quay bộ phim Mai. Và đây là rất là vui khi mà lần này quay ở cái bối cảnh chung cư này, là một cái nơi mà anh Đức đã sinh ra và lớn lên ở đây. Bây giờ là mọi người đi vô trong bối cảnh nha. Đây là chung cư An Bình. Hồi xưa nhà anh Đức ở tuốt trên lầu 3 á. Hồi nhỏ thì chạy lung tung phá phách khắp cái chung cư, thấy nó cũng bình thường, nhưng mà lớn mới thấy nó đẹp. Cho nên anh Đức đã giới thiệu đoàn phim Mai về đây để chọn làm bối cảnh. Anh Đức ở trên chung cư này là ở tuốt lầu 3 luôn, mà mỗi ngày là cứ phải đi lên đi xuống mà cầu thang bộ như thế này là không biết bao nhiêu bậc luôn. Mà chắc hồi nhỏ đó là còn sung con nít mà chạy lên chạy xuống không sao, giờ mới đi được có một lầu rưỡi thấy mệt. Ở đây đó, ở đây là thiết kế rất là độc đáo nè, cầu thang ở giữa tới tầng này quẹo lên hai bên, hai dãy đối diện nha. Hàng xóm của tôi đó, hàng xóm. Thôi, được rồi. Bây giờ á mình sẽ đi qua bên chỗ khu vực monitor đạo diễn ngồi. Thôi đi, mình phải đánh cái vòng. Đáng lẽ qua đây được rồi nhưng mà ở đây kẹt xếp quay đi. Sẵn đi tham quan chung cư luôn. Dạ, đây. Dạ, lát nữa em mới quay. Đó, đây là những hàng xóm ở chung cư ngày xưa. À, con. Hello tụi em. Diễn hài lòng. Ok. Còn bây giờ anh Đức sẽ hóa trang thành A Tỷ đây. Đẹp gái quá trời luôn. Trời ơi, có chuyện sao nè. Cái mặt chị đáng yêu quá trời. Đó, còn nhỏ này em gái luôn nè. Ok. Nay đàn ông quá. Thấy được là mốt đẩy này luôn nha em. Dạ. Vô. Xin giới thiệu với quý vị, và đây là nhân vật vợ của anh Đức trong cái phim Mai này. Đó, một người nhan sắc tuyệt trần, chân mày rất bén, rất gọn, đúng không em? Trán rất cao. Trán rất cao hả? Em có tự tin về nhan sắc của em trong phim này không? Thật ra thì rất tự tin. Ờ, rất là tự tin. Rất tự tin luôn. Rồi, nhưng mà em có ganh tị gì với sắc đẹp của Mai trong phim này không? Nó không có nghĩa địa gì hết. Đúng, không nghĩa địa gì hết. Còn đó, anh thì cũng là thiệt. Đó. Chúng ta quá xứng đôi đi. Chúng ta là xứng đôi gì nữa. Chúng ta sinh ra để là dành cho nhau, đúng, hợp lý. Mai nó không có cửa gì mà nó kiểu như là nó quyến rũ anh được không? Với gu anh mặn, gu anh là phải như vậy, đúng. Anh cỡ này thì phải vợ cỡ này, đúng không? Hôm nay phải rất là tập trung, hết sức là tập trung, tại vì cảnh này cảnh rất là đông người và một cú máy rất là đặc biệt ấn tượng. Đây, đó, quay qua đây. À, tất cả mọi người đang set up một cái cú máy và thả đồng lộc từ trên sân thượng, từ trên lầu 3 xuống. Đó, đây là anh DOB Diệp Thế Vinh. Đó, đang tập với lại ekip quay để thực hiện một cái cú máy này cực kỳ khó này. Ai đưa đi anh cái đồ này đánh hoài coi. Ông có là người chánh chặt đời tôi đó. Anh bắt luôn. Cái nào đó à?
lúc đi chụp kiến có bối cảnh luôn, thử về đây đi, thử về đây để em tại chị ơi, chị làm tẩm quất à chị, đúng không? Kiểu này là đang làm tẩm quất thế này, chứ còn gì nữa. Ôi dồi ôi, cô gái massage, cô gái tẩm quất đây này. Đây là màn tiếp tế nước của sáo. Mỗi lần leo lên leo xuống mấy nước là mà xỉu luôn á. Đạo diễn vừa quá trang nhân vật, vừa đang bàn để xét quay cùng với lại anh Liêu Bi, Diệp Thế Vinh và các diễn viên khác. Đó, cô thì đang ở trên phòng make up quá trang, chờ để chuẩn bị xuống xét quay rất là đông người. Chết cha, ui cha, chết cha, thị phạm chết nhỏ rồi. Ủa đây có người hả? Ủa? Chết cha, thị phạm chết nhỏ rồi. Nè, bây giờ vô bàn với đạo diễn nữa nè. Thật sự ra là cái scene này rất là khó đó. Diễn rất là nội tâm sâu sắc, phải tập luyện lắm nhưng mà thôi xong rồi. Gì à? Đúng, có mấy giây thôi nhưng mà giờ đạo diễn nói câu đi, cái đó là một test ăn ngay đúng không? Không, không nhận. Đúng. Đây là diễn duy nhất tới ngày hôm nay một test ăn ngay. Ừ, một cái scene đó là thể hiện được cái nội tâm nó sâu sắc và cá tính của nhân vật. Căng làm sao mà đứng nước dưới quần của người ta mà chui ra là chứ. Sao mà không lòi cái quần ra. Hay lắm. Xuất sắc. Đoạn nó hay lắm, còn cái khúc sau ấn tượng nữa thì chưa biết ra sao nè. Cái khúc sau nữa. Và đây là đoạn sau. Con la lên bây giờ đó. Ê, hey, con la, anh thấy em có nhìn ngõ mà. Bây giờ bao nhiêu tiền đi, nói đi. Ê nè, khoan, đừng có chạy, Ê, em à, em. Ê, bình tĩnh nha. Có gì từ từ nói chuyện nha. Ê. Bây giờ. Ủa, nó rớt vô đầu tôi luôn. Nữa hả? Bây giờ là tôi vừa mới quay xong một cảnh của tôi rồi. Đó, thì ra đây thấy đang chuẩn bị set up một cái bum ở nhà. Đó, hoành tráng, mọi người đang tập rất là kỹ, chuẩn bị quay cái cảnh mưa trong chung cư. Đó, và bây giờ là đạo diễn đang thị phạm cho nữ chính, đang yêu đương với nam chính. Đấy là thị phạm vô gia nữ chính. Còn giờ là vô gia của nam chính. Đó mà nè. Mấy trời. Chuẩn bị 3, 2, 1. Dịp. Lúc này trời đang mưa gió quá, đạo diễn đang lo nè, không biết có quay được không, sợ bể kế hoạch. Mặt rầu quá trời rầu, đang rầu lắm. Anh có thiết kế không? Đang chờ đợi quay mà mưa gió kiểu này, không biết sao. Tới cảnh quay mưa quá trời mưa.